nhau. Không có tiền sang bên đấy nhục mặt ra. Nhục nhưng mà tao thấy hạnh phúc. Bây giờ ấy, tao đã khổ vì tiền rồi, chẳng nhẽ tao lại khổ vì tình nữa à? Ôi, cái cửa hàng ấy lúc có khách thì gọi tao. Tao hít tí yên tâm nhìn đời cho đời nó hạnh phúc. Chào bác chị đẹp của em. Em đã mở hàng đến hôm nay là hôm thứ hai rồi đấy. Thưa của em cắt tóc cổ đầu à? Người vệ sinh này. Cái gì nhỉ? Mà tìm một ngắn trên ấy. Không thể thấy đâu đấy. Chưa nào. Tại có dùng đâu mà mang lên.
Còn là làm nghề thân mơ ở đây. Thế chị còn buồn không? Không biết đây có đơn nào không để chết nó này. Đấy, cũng như đây còn nhiều nhỉ. Cái lúc mà bạn chết thì mới mua. Cái lần này về 150, 200, 300, 350 cái thất lờ thì mới được Tết rồi. Mình bán quà Tết thì cũng cứ quà Tết là bán thôi, kiểu như là cũng phải đi đụng có vài chục cái. Hôm trước chơi là mình không có đúng không? Thì công thêm mấy ngày này nữa thì thế. Là vài chục cái. Riêng cái quả thất mờ này thì trong hôm ấy mà bà này còn đến dăm chục cái rồi, hôm ấy lẽ bà này hóng cái thất lờ quế rồi. Khi từ hôm giờ mà có thất lờ cũng phải bán được dăm chục cái. Tên cứ tính này không tính hơn thất mờ, chỉ tính bằng thất mờ thôi. Gần 80 triệu, sao lại gần 90 triệu mà tính được gì? 13 triệu, 36, 18 18 với 60 này 7 tém. Mày tính thế nào? Ừ, lần trước là 7 tháng mà. Này, tháng này tháng Tết này bán hàng cứ như tháng bình thường rồi nhỉ. Hôm trước ấy con Yến nó bảo là kiểu năm nay nhà nó ấy trẻ, ý này còn ý này Tết này còn trẻ làm đêm ấy, trẻ ai làm đêm xong này không nói đấy, bảo năm sau mua máy ấy, các thứ cái nhỉ. Bây giờ không mua máy thì cũng không làm được con. Bây giờ làng mình máy nó xin quế. Máy của mình lạc nó không quế. Kiểu này bây giờ mày bảo là cái gì mà mình lạc nó không quế cũng được.